Anh em, chúng ta nhậu xong mà chúng ta bị tình trạng đó là chúng ta bị nhức đầu này, chúng ta bị nôn nao này, chúng ta bị buồn nôn này, hay là tỉnh dậy chúng ta cảm thấy say nguội, rất là mệt, và ngày hôm sau cái việc mà để chúng ta làm việc rất là khó, thì đây chính là giải pháp dành cho anh em chúng ta. Đây là cái trên tay của mình là sản phẩm được chiết xuất từ nghệ mùa thu của đảo Ikonawa. Và đây được chiết xuất 100% từ cái nghệ mùa thu. Và cái sản phẩm này nó có một cái tác dụng rất hay, đó là gì ạ? Trước khi mà anh em bắt đầu vào cuộc nhậu ấy, thì chúng ta chỉ cần uống 5 cái viên ở trong cái sản phẩm này. Và sau đó thì khoảng tầm 45 phút đến 1 tiếng sau, chúng ta bắt đầu đi vào cái cuộc nhậu. Thì khi mà chúng ta nhậu đấy, thì cái đầu tiên đó là chúng ta sẽ cảm giác nó rất là ngọt và chúng ta rất dễ uống. Cái thứ hai đó là trong quá trình chúng ta nhậu ấy, chúng ta không bị rơi vào cái tình trạng đó là chúng ta bị gục xuống bàn, hay là chúng ta bị đuối, chúng ta bị mệt mỏi. Bởi vì khi mà trong quá trình chúng ta uống đó thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho gan thận chúng ta nó gia tăng cái tốc độ thải độc tố ra khỏi cái cơ thể của mình. Nên là chúng ta vẫn say, nhưng là say rất là êm, chúng ta rất là dịu, chúng ta cảm thấy nó thoải mái hơn. Và chúng ta không bị rơi vào cái tình trạng đó là đau đầu này, nhức đầu này, hay là mệt mỏi trong quá trình mà chúng ta nhậu. Nên là việc mà chúng ta tiếp khách hay là chúng ta gặp anh em bạn bè đó, chúng ta có thể nói chuyện với mọi người từ đầu cuộc cho đến cuối cuộc mà vẫn trong tình trạng đó là say êm, dịu và thoải mái. Và cái điều thứ ba đó là chúng ta không bị rơi vào cái tình trạng đó là nôn nao, khó chịu và buồn nôn. Đó là điều đặc biệt khi mà chúng ta dùng sản phẩm này. Và điều thứ tư đó là sáng ngày mai chúng ta có thể tỉnh dậy và chúng ta không bị rơi vào tình trạng mệt mỏi. Chúng ta tỉnh dậy với tinh thần rất là sảng khoái, cảm giác rằng là giống như ngày hôm qua chúng ta chưa hề có một cuộc nhậu nào hết. Và chúng ta vẫn có thể dậy rất là sớm, có thể đêm qua chúng ta nhậu đến 2-3 giờ sáng. Nhưng sáng ngày hôm sau 6 giờ sáng chúng ta đã vẫn tỉnh dậy với một cái cơ thể rất là sảng khoái, rất là thoải mái. Bởi vì trong đêm đó gan thận chúng ta đã được đào thải độc tố một cách rất nhanh chóng ra khỏi cái cơ thể của mình. Và đó là điều đặc biệt từ cái sản phẩm nghệ mùa thu từ đảo Ikonawa đến từ Nhật Bản. Và sản phẩm này được sản xuất tại Nhật Bản và đóng gói tại Nhật Bản, và Berlin nhập khẩu trực tiếp về tại Việt Nam đây. Và tên của sản phẩm này đó là sản phẩm huyền thoại. Ok chưa? Và để chúng ta mua cái sản phẩm này thì chúng ta hãy để lại tên số điện thoại dưới đoạn video clip để chúng ta mua cái sản phẩm này anh chị nhé.